Sao ngủ chưa? Mami vuốt vài cái phê quá phải không? Trời ơi, từ nhỏ tới lớn ôm vài cái, vuốt vài cái. Nè, hai con mắt chuẩn bị sập mí xuống nè. Na 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 na. Nè, 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 sập mí rồi. Mình kiếm vô xong massage nè, sấp mí nè, ngủ nè, một nè, hai nè, xoa cái lưng vài cái nè, xoa cái lưng vài cái nè, ba nè, bốn nè, năm nè, cố gắng gượng, đâu có chịu nổi với bàn tay của má mì. Trời ơi, thấy chưa, ôm vài cái nghe mùi má mì nè, hửi mùi má mì xong rồi ôm nè. Vuốt cái lưng nó dài cái, trời ơi, nó phê, cái mặt nó phê trời, cái mặt nó phê, nó ngủ rồi, chưa đếm tới 10 là nó ngủ rồi. Ngủ mất tiêu rồi, trời đất ơi, thương ghê chưa. Less than 10 seconds, just a few butt drop rubbing her back and my armpit, my smell, oh my smell. Knock out.